Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Văn Chấn, ngày 23 tháng 3, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn về việc thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện. Trong quý 1, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt tiến độ, một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước, như giá trị sản xuất công nghiệp đạt 154,6 tỷ đồng, tổng đàn gia súc chính đạt trên 100.000 con, trồng rừng đạt trên 33% kế hoạch, kết nạp đảng viên mới đạt trên 31%. Tuy nhiên, chỉ tiêu thu ngân sách mới đạt 11% kế hoạch, việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo ở các xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường vẫn còn những hạn chế. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã thực hiện đúng các quy trình. Đến nay huyện đã hoàn thành hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ 69 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 1029 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã với cơ cấu chất lượng đảm bảo theo quy định. Qua kiểm tra thực tiễn tại cơ sở và báo cáo của huyện về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã đánh giá cao sự chủ động, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đề nghị huyện cần có giải pháp quyết liệt thực hiện một số chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế còn đạt thấp. Cần rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, chỉ đạo kiên quyết, sát sao hơn nữa trong việc thực hiện chỉ tiêu của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lưu ý việc phát huy dân chủ trong tiếp xúc cử tri nơi cư trú và tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3. Quan tâm đến việc lập danh sách niêm yết danh sách người ứng cử, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri, đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.